xin chào mọi người. Dạo gần đây có rất là nhiều bạn bè, chị em, đồng nghiệp là inbox và gặp mặt hỏi Ni có bí quyết gì không. Mà dạo gần đây là thấy Ni lúc nào cũng tràn đầy sức sống, đặc biệt là đi quay làm việc rất là nhiều, nhưng mà lúc nào nhìn Ni cũng phơi phới hết. Ba vòng thì căng tròn nảy nở, người thì đầy đặn hơn. Nhìn Ni là giống như là thấy mùa xuân tới vậy đó. Thật sự khi mà nghe mấy chị, mấy bạn khen vậy thì Ni cảm thấy rất là hạnh phúc luôn. Cho nên là hôm nay Ni quyết định chia sẻ bí quyết của Ni, xin giới thiệu với các bạn một dòng sản phẩm tăng cân từ thảo dược. Sản phẩm này dùng được cho tất cả các bạn như là gầy ốm xanh xao, những bạn nào mà kén ăn mất ngủ, ăn ngoài cũng không mập, hoặc là những bà mẹ sau khi sinh, trẻ em trên 5 tuổi thì đều dùng được nha. Chắc hẳn thì các bạn cũng biết là do tính chất công việc của Ni, cho nên là việc ăn uống và nghỉ ngơi đối với Ni nó khá là hỗn độn. Nhiều khi hoạt động liên tục như vậy cho nên là Ni cảm thấy rất là mệt mỏi luôn. Đến bữa thì Ni cũng ăn gì đó qua lo cho có sức để mà diễn thôi. Nhiều khi đi quay đến 2-3 giờ sáng mới về, đến lúc đó thì Ni chỉ tẩy trang xong rồi leo lên là muốn ngủ liền luôn. Mặc dù bụng rất là đói nhưng mà không có hứng để ăn nổi nữa. Một thời gian dài ăn uống ngủ nghỉ không điều độ và làm việc nhiều khiến Ni bị tụt cân rất là nhiều luôn. Các bạn thân của Ni gặp Ni cũng hỏi là trời ơi, con Ni body nóng bỏng của tao đâu rồi, sao bây giờ nhìn ốm yếu gầy gò mà hốc hác như vậy. Đến nỗi mà các fan ở trên Facebook mà Ni bóc hình á, các bạn cũng vô bình luận là chị Ni ơi, dạo này chị sao ốm quá. Có lẽ là mẹ Ni cũng thấy xót vì con gái ốm yếu xanh xao như vậy, cho nên là mẹ Ni cũng có tâm sự với một cô bạn thân của mẹ về tình trạng sức khỏe của Ni. Thì cô bạn thân ấy cũng có một đứa con gái là tình trạng cũng y chang như vậy luôn. Và chị ấy thì đang sử dụng một loại thảo dược tăng cân Tamino này, cho nên là mẹ Ni đã mua 4 hộp về để cho Ni sử dụng thử. Thì Ni cũng đã có tìm hiểu qua mạng về sản phẩm thảo dược tăng cân Tamino này, thì Ni biết đây là một sản phẩm được phân chế 100% từ thảo dược thiên nhiên và đã được cấp phép của Bộ Y tế và đã có giấy kiểm nghiệm, cho nên là rất là an toàn và hiệu quả luôn. Đặc biệt là có thành phần Rivotin được nhập khẩu từ Mỹ, thì các chất này giúp nuôi dưỡng cơ của chúng ta, nhất là những người gầy có thân hình cân đối hơn. Ngoài ra thì có một số enzyme hỗ trợ hệ tiêu hóa, có là cam sen, lạc tiên, cao nhân trần, thì những cái chất này giúp chúng ta ăn ngon, ngủ ngon, rất là phù hợp với tình trạng của Ni lúc đó. Sản phẩm này là giảm viêm nén cho nên là rất là phù hợp với mình, đi đâu cũng có thể mang theo bên người được hết. Chỉ cần mỗi tối sau bữa ăn thì Ni uống 2 viên đều đặn là được. Ni thì sử dụng được 2 tháng thì Ni đã tăng thẳng 4 cân luôn. Ni thấy cơ thể của mình có sự thay đổi tích cực, không còn mệt mỏi lờ đờ như là lúc trước nữa. Da dẻ hồng hào và trắng mịn hơn, đặc biệt là mấy anh chị trong đoàn quay cũng khen Ni là dạo này Ni diễn sung hơn, tích cực hơn nữa. Hiện nay thì Ni đã ngưng sử dụng viên uống tăng cân Tamino này rồi, nhưng mà người của Ni vẫn không cảm giác bị mệt mỏi hay là khó chịu nữa, cũng không có bị sụt cân trở lại luôn. Ni xin cảm ơn viên uống tăng cân Tamino và đặc biệt là mẹ của Ni đã giúp Ni có thêm sức khỏe và tràn đầy năng lượng để làm việc. Ni muốn chia sẻ đến những bạn nào mà đang bị tình trạng sức khỏe gầy gò ốm yếu, ăn ngoài vẫn không mập, những bạn nào mà hấp thu chất dinh dưỡng kém, những bạn đang bị chết căng thẳng, thì chúng ta nên sử dụng viên uống tăng cân Tamino này để hỗ trợ cho tình trạng sức khỏe của chúng ta. Và Ni là sử dụng và đã cảm thấy rất là tuyệt vời luôn, cho nên là hôm nay chia sẻ với cả nhà về thông tin này. Nếu mà các bạn quan tâm đến sản phẩm viên uống tăng cân Tamino này thì các bạn có thể là lên fanpage hoặc là website tamino.vn để tìm hiểu kỹ hơn về sản phẩm này nha. Thì Ni cũng hiểu tâm lý của các bạn, trước khi mà sử dụng một sản phẩm nào thì Ni cũng đều đắn đo và lo lắng, cho nên là Ni khuyên các bạn phải tìm hiểu sản phẩm kỹ trước khi mà chúng ta sử dụng nha. Nếu như mà thấy phù hợp thì các bạn hãy sử dụng để có một thân hình đầy đặn và sexy, đặc biệt là một sức khỏe dồi dào giống như là Ni vậy nha. Cuối cùng thì Ni chúc mọi người luôn luôn vui vẻ và đặc biệt là có nhiều sức khỏe, tại vì có sức khỏe thì chúng ta mới học tập và làm việc tốt.